bằng nhiều tiền hay ít tiền? Vâng, xin được cảm ơn anh. Nhưng mà điều đó liệu có đúng hay không thì chúng ta phải chờ đợi xem là bộ phim được diễn ra như thế nào, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, trong bộ phim đã có rất nhiều điều thú vị mà chúng ta không thể xem trailer mà đã cảm nhận được. Bởi vì đây là tâm huyết của đạo diễn Lê Huỳnh cũng như là ekip làm phim trong một thời gian rất dài trước khi Câu Tiền Nhiều Để Làm Gì ra đời. Đã dành cái thời gian quý báu của mình trong cái dịp Tết, mọi người ai cũng rất là bận rộn để phải đi chạy show, nhưng mà đã dành thời gian tới đây để chung vui cùng với ekip Tiền Nhiều Để Làm Gì, thì để trả lời với cái câu hỏi mà mọi người quen nhìn Gia Gia là một cái người mà sexy, thân hình nóng bỏng. Sự kiện ngày hôm nay diễn ra thành công tốt đẹp, đó là một món quà ý nghĩa dành cho dàn diễn viên của chúng tôi cũng như là quý vị khán giả yêu thích mến mộ. Sau khi mà Oxy xem xong bộ phim Tiền Nhiều Để Làm Gì thì Oxy cảm thấy ở trong bộ phim này có một cái rất là hay, là nói về con người không được phá rừng để cho thiên nhiên, với lại là nhiều cây thì giúp con người chúng ta sẽ có oxy, không khí sạch để thở mỗi ngày thì nó sẽ tốt hơn. Rất là hay. Mình rất là thích và mình cảm thấy là bộ phim có ý nghĩa rất là nhân văn. Đó là bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường, và cái thứ hai là sức khỏe, cuộc sống. Nếu mà không có tiền mà không có những thứ đó thì cũng là vô ích thôi. Cho nên là hãy bảo vệ môi trường thì mình mới có được những cuộc sống tốt đẹp. Thông điệp bộ phim gửi đến thì mình cảm thấy là nó rất là thực tế, gần gũi và dễ hiểu. Thì mình cũng thấy nó giống như vậy. Bộ phim cũng có yếu tố hài hước nè, rồi cũng có yếu tố thực tế là cảnh tỉnh mọi người là kiếm tiền nhiều, nhưng mà đôi khi là cũng phải mang ý nghĩa chứ không có làm việc xấu bất chấp để có tiền. Và ngoài ra là bộ phim cũng có một vài yếu tố thú vị lạ lẫm ở trong này. Nếu mà dùng 3 tính từ đi để nói về cái bộ phim này thì chị sẽ dùng 3 từ gì? 3 tính từ gì hả? Điều thứ nhất là kêu gọi mọi người hãy gìn giữ môi trường. Điều thứ hai thì tôi sẽ thấy bộ phim này vừa hài, vừa ý nghĩa và cũng rất là hay. Nhất là chị Gia Gia Trinh Nhi diễn rất là hay và những cái cảnh sexy rất là khiêu gợi. 3 tính từ, tôi nghĩ là nhân văn, lạ, sâu sắc. Sẽ dùng 3 tính từ đó là thú vị, hài hước và thực tế. Oxy muốn chúc cho bộ phim Tiền Nhiều Để Làm Gì khi mà mùng 6 Tết phát hành thì sẽ có rất nhiều người đến mua vé và xem phim ủng hộ giống như Oxy vậy nè. Hy vọng mọi người sẽ đến ủng hộ bộ phim và xem để coi bộ phim mang đến cho chúng ta những cái điều ý nghĩa gì, những cái suy nghĩ sâu sắc như thế nào về vấn đề hiện tại nhé. Chúc cho bộ phim sau khi ra rạp sẽ được mọi người đón nhận nhiệt tình. Và cũng đồng thời gửi thông điệp tới mọi người, các bạn trẻ là hãy bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng để chúng ta có những cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúc cho phim sẽ thành công tốt đẹp và thu nhiều trăm tỷ. Hello, ngày hôm nay mình không có reaction, mình cũng không có bạn cho các bạn tập phim, mà hôm nay mình làm nữ hoàng cho bộ phim của mình. Các bạn thấy được không? Cánh rất là lộng lẫy, mà stylist của mình đứng bên kia đáng là chiều mến nhìn mình, và anh mắt có thử coi chuyện mình có đẹp chưa. Đây là một buổi premiere mà nãy giờ mọi người cũng thấy được là behind the scene rất là đông, mọi người tới đây để chung vui cùng Gia Gia rồi. Thì sau cái buổi premiere này thì Gia Gia muốn mọi người là hãy tới rạp, tất cả các cụm rạp trên toàn quốc ủng hộ cho phim Việt cũng như là ủng hộ cho Gia Gia Trinh Nhi trong phim Tiền Nhiều Để Làm Gì. Thì trong phim này Gia Gia được trải nghiệm giống đúng cái nghề nghiệp của mình ở ngoài luôn, đó là siêu mẫu đồ lót. Nhưng mà hôm nay không phải siêu mẫu đồ lót, hôm nay là nữ hoàng, nữ hoàng đem tiền. Hy vọng là mọi người nhớ là hãy đi làm.